Hello, quay các bạn vào chủ game về cho nó. Chào bạn đã quay trở lại kênh chủ game nhanh mình trong tuần này. Trong video series 8 cái game đầu tiên mình xong lại cả phá ngay trong đầu nội dung video này. Shadow Plus Horror True. And we start from level 1. Ấn nhận đường con thác này. Chỉ là hai cô gái đi theo thôi. Không có gì đáng sợ ấy. Có thể một cơn sợ. Và khi về tôi vào nước cái mặt này. Bây giờ tá hỏa đây. Khi đó mình cũng gái như thường rồi. Có lên nào. Đây chỉ là một con hình nộ. Đây cũng rồi mà đây ta nào. Đồ xích à? Bật được chơi không ạ? Đồ 7 à? Đồ 7 là bài tạo. Dù mà là bỏ thêm chân mũi nữa. Thì giờ có quay thuộc về chúng ta là tại đây mà. Ok. Tap and hold on him. Ờ, tôi chơi xuống dưới đâu. Anh có bóng một tí được ạ. Kéo giúp cụ ấy xuống nào. Thì chúng ta cần đây. Để di chuyển chiếc ô tô thật chậm này. Ok. Tôi đã bị đàn áp rồi. Chính vì chiếc cắm dưới đàn thì bộ tài bị kẹt trong chiếc TV đúng không ạ? Đây là vừa cuối cùng này. Quay đầu nhau vừa. Ok, đây là hoàn thành xong rồi này. Hãy chuyển sang tự nhiên thứ 2 cùng các bạn trong phim này nào. Ice Cream Trap the True. Let's go. Trong trap này, tháng 2 là mình sẽ tháng 2. Cho cần một tí lý sạc. Yeah, easy. Don't play with me, give me the ice cream. Đó, rồi các bạn. Xin cảm ơn. Để tôi start. Jay, help me out of here, please. Chúng ta đây là có không ạ? Được không có. Chiếc profile này xe nào ạ?
sự kiện. Không thông bay tất cả. Anybody looking? What were the ice cream? So question again. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Okay. Super cool. Sure. I could do something with this. Còn trên rác này đến chiếc cửa kia để nó gọi. Cho xong ngôi nhà bên này nào. This house. Chiếc mặc áo đây nào. Đây cận. That's good. Chúng ta lên trên này các bạn. Trên các bạn. Được chưa, được ra xuống phía dưới này. Nó xem được ạ. What will the ice cream make? Chúng ta sẽ đi thăm bến nữa các bạn. Còn chúng ta thì em đi chú bé vào chỗ nào. Take it. Jay, help me out of here, please. Về cinema các bạn. Chào đầu con mèo này các bạn. Chào 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 chào. Chúng ta cũng có bò mèo các bạn. Có tự chế của chúng ta. Trong hoàn lên đang đóng cửa này. Thank you.
Lisa. Mọi chuyện còn chưa phá được cứu Liz là còn chân lòng nó gọi. Đó. Bây giờ mình sẽ gọi qua trở về top 1 của tựa game này nhé. Ice cream. Mình phải phá xem tại sao mà Charlie được bắt nào. Tìm cái dây được ạ. Sẽ tầm hát, bạn đứng trước mặt đầu này. Còn đưa xe di chuyển. Để bên trong kèm được bạn, bên trong kèm. Bên trong xăng nữa. Ở đây chúng ta chỉ cần thấy duy nhất được không? Chỗ này mọi thứ chúng ta cần và được vui lòng ạ. Ôi, ô ta đã sang đây rồi ạ. Anh ấy có chúng ta đây này. Cái đó của mình nào. Ok, mình đi sang bên này các bạn. Mình chưa xong nhé. Cho anh lấy xăng từ cây nào. Mong xe điện các bạn. Trong thêm sau của chiếc xe này và của mình sang mặt phía bên kia của chiếc máy cầu
sẽ cùng cách khiến cho xe máy hoạt động để đến bê tông rơi xuống ạ. Ủa, chiếc 3 chiếc cần này. Đi trong này phía đầu được ạ. Cho check kit vào đây. Mình sẽ vào văn phòng, này. Chú qua đầu một quay trở lại xem. Chúng ta qua đã ạ. Mang chiếc chìa khóa về với xe nào. Cho sẽ đến một địa điểm mới. Địa điểm cho có thể coi là cuối cùng của phần nhiệm vụ này các bạn. Khá phức tạp đấy. Ok, có chụp ok. Đây là văn phòng rồi. Chỗ upstairs. Rồi sang distro. Lấy tấm thẻ của Anthony. Quay chạy qua cà phê nào ạ. Mấy cái số này gọi. Được rồi, xong rồi đây này. Xe di chuyển thì trên các bạn nhớ cầm theo dụng cụ để trước kia mình nhé. Được chiếc chìa khóa rồi. Is anybody watching? Ok, đến nữa, đẹp một chút. Ủa, chắc lì rồi các bạn. Thế là mình cảm giác được xong rồi, khỏi xe lồng các bạn. Đó là phát rồi. Ok, bây giờ mình sẽ chuyển sang chapter 3 của tựa game này nhé. Ice Cream 3. Let's play now. Now that my parents are home, I can go out there. Có thể ra ngoài gọi một chiếc chìa khóa này. Một chiếc cửa đi chuyển này này. Metro station.
đi về lùi phía sau lấy chiếc dụng cụ chống cửa được ạ. Hydraulic chạy. Để tạm tất cả mọi thứ ở đây. Quay trở lại dài nào. Xe nào ạ? Quay về lấy chiếc cuối cùng rồi. Đến các cái xe là bạn trung tâm mua sắm, chúng mình có thang phía phải rồi. Nấn nó xanh à? Let's make a deal. If you manage to go through all the cameras in record time, I will give you a prize. Don't judge me. I need some entertainment. When you are ready, come here and speak with me again. What are the ngay nào bạn? Preparados, listos, ya. Cho còn 30 giây rồi. Bình tĩnh nào. Quên là quên. Không có gì ạ.
Tầng 2 nào các bạn. Cho cần lấy một chiếc xẻng nữa mới đi được. Một chiếc cửa đây nào các bạn. Mình sẽ chẳng ở đây nào. Mình không bình được ạ. Đây được ạ. Mình nghĩ là cái này. Chứ chẳng có nằm khá xa cái biển ở chưa đầu được ạ. Cho có vẻ là chiếc xẻng. Mình sẽ gặp lại các bạn. Mình sẽ gặp Lise nào. Cô ấy đã bị bắt rồi. Mời nước vào cho các bạn. It's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? That's what Charlie wanted to tell me. Where is he? I mean, is he okay? Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Have you had a Are the others okay? Oh! Oh, nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Follow me. Đợi quay về nào bạn. Để quay đi ngoài sẽ nhanh hơn đấy. Còn mình sẽ xong xuống đi kia này. Công nghệ tiếp theo này các bạn, cho gắn trước vào đây nào, cho mang bộ thuốc nổ này về nào. Hả? Hello các bạn, đây là Metro Station. Sao số phản nhỉ? Anh nhớ mã cho ngày nay nhé. 5-0-1. Đây cái phòng cuối cùng kia nào gọi. Để mã này nè. Yeah. 5-0-1. Just to make a names. Cùng đi sang phía bên kia nào bạn. Tất cả cánh cửa bên này bị đóng rồi.
Chúng ta lấy con ngựa thứ ba rồi các bạn. Đây đâu, hãy gỡ nó, nó khỏi miếng cao su này. Có thể lên xe rồi các bạn. Quay trở về circus rồi. Không nhận thấy đâu. Đi ra trong ấy các bạn. Tiếp theo lấy chiếc mũ này. Tặng con gà 2 món quà, chúng ta sẽ có được món quà. Còn lại, chúng ta chiếc chìa khóa này rồi. Đây, từ chính cái chiếc chìa khóa của căn nhà nhỏ này các bạn. Còn như có một bàn kia đâu. Ta cần phải lấy nó vậy. Chắc đó, sau đó cho anh đi đây để thuyết phục của Charlie đi về chúng ta nào. Jay, is that you? What happened? How did Rod capture Liz? Okay, yes. I'm not afraid of that stupid ice cream maker. How did you not tell me that Rod had my sister? Are we not friends anymore? Well, of course. Looks like you didn't do very well. Next time, be sure to keep me in mind. Remember that I am the bravest of the four. Oh. Well, yes. what can I do for you? Yeah, let's go. Okay, do I have to take a look at Charlie's face? What? Có chuyện đi theo lối chúng ta mà về thôi gọi. Thôi lại về trước. Ok, như vậy là mình đã lấy được tổng cộng 4 con ngựa gỗ tất cả các bạn. 1, 2, 3 horse and the next one is camping. Bây giờ mình chúc các bạn chuyển sang tình hình tiếp theo cho video này nào. Hulu ice cream. Chợ level 5 là các bạn. Pick a donut from two of the house and come back down. Cho cầm nhảy đến chiếc xe là các bạn. Mọi người gọi nhau. Đây các bạn, cho lại lấy cho bánh nút rồi. Ok,
since I'm here. Be careful. Okay. Not complete. Get up now. Feature pineapple from second house and come back. And I got. Close. Careful. Mình cũng chuyển sang đêm thứ 6 nè, Dark Ice Cream. Mình khởi động lại một chút nào. Đặt âm gì nào. Mình play number 6. Check weapons in your inventory. Tại mình đi điểm đỏ nào. Ui. Now find the gun in the house. Trong ngôi nhà này sao vậy? Cho cần tìm được một khẩu súng. Nó một tầng 2 nè các bạn. Xong rồi xem nào. Không có gì hết ạ. Wow. Nothing here. À còn tầng 3 nữa à. Không tìm quan sát các căn phòng nào. À, có súng đây các bạn. Ok. Congratulations, we have unlocked pistol. Let's go. Đây là vòng thứ 7 nè các bạn. Kill the ice cream man, soldier, to get ready for a big team. Đây có súng nè các bạn. Ok. Ok, như thế chúng ta đã giết được hắn rồi các bạn. Chạy qua bên kia nào. Yes, shotgun. Các bạn thành công rồi. Rồi mình chuyển sang tìm tiếp theo cho mình nào. Ice cream. À, no. Ice. That's getting hard again. Let's play. Rich.
Thì là 20 túi tiền thôi ạ. Hai đỏ không? Một túi tiền cơ. Xe vào một mắt. Chúng ta sau lưng thì phải không ạ? Chị thân đúng không ạ? Chị thân chị thân đúng không ạ? Chị thân tiếp tục nào bạn, chơi không có gì nào, chơi hãy đi xem này, chỉ thứ 20 nào bạn, 9 of 20. Tiền thôi được ạ. Còn lại đầu tiên nhanh rồi. Cho cầm lên tầng trên thôi. Một túi tiền đây nha các bạn. 16 trên 20. Mười bảy, 17, 18, 19. And where is that one? Câu chuyện sang em cuối cùng cho mình nào. Crazy Minecraft. Ồ, xem chết rồi. Ok. Cảm ơn các bạn. Well, let me see the video with that. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo trong channel Toon Gameplay của mình. Thank you so much and see you soon. Goodbye.